Ngày nay, làm đẹp không phải chỉ là một sự chiều chuộng qua loa, mà thật sự là một nhu cầu không thể thiếu để có một cảm giác thích thú hoặc một ngoại hình xinh đẹp. Máy Galvanic Spa System 2 đã đưa cả một thẩm mỹ viện về nhà bạn. Bây giờ, bạn chẳng cần lấy hẹn để có làn da đẹp, xoa bóp làn da đầu hoặc làm cho cơ thể thư giãn, sảng khoái. Hơn 50 năm, những thẩm mỹ viện đã dùng dòng điện để tân trang và thêm năng lượng cho làn da. Họ dùng những phương pháp xoa bóp nhẹ nhàng để làm cho các tế bào hoạt động đều hòa. Áp dụng những nguyên tắc cơ bản của khoa học, Galvanic Spa System 2 đã tạo ra dòng điện nhẹ kích thích sự thẩm thấu của dưỡng chất vào làn da. Dòng điện âm và dương thay đổi tạo ra những biện pháp vận chuyển các sản phẩm theo một công thức đặc biệt đã ấn định. Bằng cách áp dụng dòng điện âm và dương, dòng điện Galvanic đã thực hiện những lợi ích khác nhau tại các mỹ viện. Bây giờ, với Galvanic Spa System 2, bạn vẫn có thể có những dịch vụ tương tự khi đến mỹ viện, nhưng lại được thực hiện tại nhà riêng của mình một cách thoải mái hơn. Bạn có nhiều sự lựa chọn và nhiều cách để điều khiển máy Galvanic Spa System 2 để thực hiện nhiều dịch vụ cho bạn như khi đến thẩm mỹ viện. Bạn có nhiều cách chỉnh cho máy chạy theo ý mình, phù hợp với các sản phẩm khác nhau hoặc mục đích khác nhau. Những nghiên cứu cũng cho thấy khi bạn áp dụng một biện pháp nào đó trong 5 phút vừa qua thì nó vẫn tiếp tục hoạt động, tăng cường độ vận chuyển các chất